Thầy xin tự giới thiệu về mình. Thầy tên là Quỳnh Phước Lý. Hiện nay là thầy đang công tác tại trường tiểu học thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Được sự phân công của phòng giáo dục thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta một cái chủ đề, đó là sự sinh sản và các đặc điểm giới tính của người. Thì trong cái chủ đề này nó gồm có 3 bài khoa học, bài 1, bài 2 và bài 3 được tích hợp thành một chủ đề. Thì trong cái chủ đề này các em cần nắm cho thầy chúng ta cần biết được mọi người đều do bố mẹ sinh ra và có một số đặc điểm giống của mẹ của mình. Cái thứ hai là chúng ta phân biệt được nam và nữ dựa vào các đặc điểm sinh học. Cái thứ ba là chúng ta nhận ra được sự cần thiết phải thay đổi quan niệm của xã hội về vai trò của nam và nữ. Đó là cái mục tiêu của cái chủ đề ngày hôm nay. Thì trong cái chủ đề ngày hôm nay, thầy cùng với chúng ta tìm hiểu qua 4 hoạt động. Bây giờ thầy cùng các em đi vào học thứ nhất, đó là chúng ta tìm hiểu về đặc điểm di truyền. Các em nhìn lên màn hình, các em cho thầy biết gia đình này theo các em thì gồm có những ai? Đó chính là bố mẹ và hai con. Thì nhìn cái bức ảnh này, chúng ta có cảm nhận được gia đình này rất là thân mật, rất là vui vẻ, sống rất là hạnh phúc. Không chỉ gia đình có bố, có mẹ, mà trong xã hội còn có nhiều gia đình, có rất là nhiều thành viên. Đó là những ai và đặc điểm về mặt di truyền như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp qua hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, các em nêu cho thầy các thành viên trong gia đình của mình. Câu hỏi thứ hai, chúng ta nêu những đặc điểm giống với bố mẹ của mình. Các em nhìn lên màn hình, các em suy nghĩ và chúng ta có thể trả lời. Chúng ta sẽ trả lời cho thầy hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, nêu các thành viên trong gia đình mình. Câu hỏi thứ hai là chúng ta nêu những cái đặc điểm giống với bố mẹ của mình. Các em suy nghĩ và tự trả lời. Đối với cái câu số 1, nêu các thành viên trong gia đình của mình, thì theo chúng ta thì trong gia đình mình gồm có những thành viên nào? Đó chính là ông bà, đó chính là cha mẹ, đó chính là con cái. Rồi, những đặc điểm giống với bố mẹ của mình thì theo các em, chúng ta thấy con cái có những đặc điểm giống với bố mẹ mình là gì nè? Đó chính là về khuôn mặt nè, về màu tóc, về màu da, rồi về màu mắt, vân vân. Các em quan sát tiếp cái hình thầy trình bày trên bảng, chúng ta thấy qua 4 cái hình này thì chúng ta thấy được bố mẹ nếu mà tóc nâu hay là tóc vàng thì thường sinh con ra tóc nâu hay tóc vàng. Còn nếu mà bố mẹ tóc màu đen thì khi sinh con ra thì con cũng có màu tóc là màu đen. Còn nếu mà bố mẹ có màu xanh thì khi sinh ra cái đứa con thì nó mang một cái đặc điểm di truyền, cũng có màu mắt xanh.
Còn nếu mà cái người bố có nước da đen thì khi sinh ra thì cái người con cũng hưởng cái đặc điểm di truyền là có màu da đen. Nhưng mà các em lưu ý cho thầy, cũng tùy theo cái người dân sống ở các vùng khác nhau, ở những cái châu lục khác nhau. Ví dụ màu tóc nâu, màu tóc vàng thì thường ở những cái nước châu Âu hoặc là châu Mỹ. Còn màu tóc đen thì thường xuất hiện ở cái vùng châu Á. Màu mắt xanh cũng vậy, thì những người ở châu Âu, châu Mỹ thì họ thường có cái màu mắt là xanh, nhưng mà đối với cái người châu Á mình thì cái màu mắt là màu đen. Còn đối về cái màu da đen thì thường xuất hiện ở những cái vùng châu lục, đó là châu Phi. Còn đối với lại châu Âu, châu Mỹ thì họ thường hưởng cái nước da trắng, còn người châu Á chúng ta thì thường hưởng cái nước da vàng. Đó là chúng ta tìm hiểu về những đặc điểm mà những cái người con được thừa hưởng từ người bố, người mẹ của mình. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng mọi trẻ em đều do bố mẹ mình sinh ra và có những cái đặc điểm giống với lại bố mẹ mình. Chúng ta nắm được rõ được cái nội dung của cái hoạt động số 1 như này. Thì trong cái hoạt động 1 chúng ta đã tìm hiểu về ở hoạt động 1 chúng ta vừa tìm hiểu về cái đặc điểm di truyền của con người. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về sự sinh sản của con người. Và cái sự sinh sản này nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào? Thì thầy cùng em tìm hiểu tiếp qua đoạn số 2. Đó chính là ý nghĩa của sự sinh sản. Các em nắm được cái nội dung của hoạt động thứ hai như này. Để tìm hiểu cái hoạt động hai này, thầy sẽ cho chúng ta quan sát một vài bức tranh. Cái bức tranh số 1, các em quan sát ở trên màn hình hoặc là chúng ta có thể mở sách giáo khoa ra chúng ta theo dõi cũng được. Các em dựa vào hình ảnh trong cái hình số 1 cũng như là những cái câu thoại, các em cho thầy biết lúc đầu gia đình của bạn Liên này gồm có những ai. Đó là bố và mẹ. Bố và mẹ. Hiện nay thì gia đình của Liên gồm có những ai? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp qua cái hình số 2. Chúng ta đọc thầm cho thầy cái câu hỏi và cho thầy biết hiện nay thì gia đình của Liên gồm có những ai này? Đó là bố mẹ và bạn Liên. Sang hình số 3 thì các em có thể biết có sắp tới gia đình của bạn Liên là gồm có bao nhiêu người và tại sao chúng ta biết về điều đó. Gia đình bạn Liên sắp tới sẽ có 4 người vì mẹ bạn Liên đang mang thai. Gia đình bạn Liên thì hiện nay gồm có bố mẹ và bạn Liên. Gia đình bạn Liên là gia đình hai thế hệ. Bố mẹ bạn Liên là thế hệ thứ nhất, còn Liên là thế hệ thứ hai. Bố mẹ là thế hệ thứ nhất, sinh ra bạn Liên là thế hệ thứ hai là nhờ vào sự sinh sản. Còn đối với gia đình mà có ông bà, cha mẹ, con cái thì gia đình đó là một gia đình gồm có 3 thế hệ. Thế hệ thứ nhất là ông bà, sinh ra thế hệ thứ hai là bố mẹ. Bố mẹ sinh ra con cái là thế hệ thứ ba. Thì đó chính là nhờ sự sinh sản. Còn trong trường hợp
gia đình mà có hai con, hai vợ chồng, hai vợ chồng chưa có con hoặc là không có con, thì cái gia đình đó là gia đình một thế hệ. Các em nắm rõ điều này chưa nào? Như vậy, nhờ sự sinh sản mà các thế hệ trong mỗi gia đình, dòng họ được duy trì kế tiếp nhau. Các em tự đọc lại giùm thầy cái kết luận của hoạt động số 2 này. Mấy em biết rằng là cái sự sinh sản nó có một cái vai trò rất là quan trọng. Nó quyết định cái sự duy trì nòi giống của con người. Kết quả của cái sự sinh sản đó thì những đứa trẻ được sinh ra và khi sinh ra thì chúng có những cái giới tính nào, chúng ta tìm hiểu tiếp qua cái hoạt động thứ ba, đó là đặc điểm sinh học của nam và nữ. Chúng ta nắm rõ hiện nay hoạt động thứ ba đó là đặc điểm sinh học của nam và nữ. Thì để tìm hiểu hoạt động này, chúng ta trả lời thêm một số câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, nêu một vài điểm giống nhau và khác nhau giữa nam và nữ. Rồi, các em quan sát cái hình số 1 ở trên màn hình hoặc là chúng ta quan sát trong sách giáo khoa. Các em tìm xem coi giữa nam và nữ có những cái điểm giống nhau và khác nhau nào. Thứ nhất, giống nhau. Đó là gì? Các em đều có các bộ phận trong cơ thể. Rồi các em cùng biết. Các em biết cùng học cùng chơi nè, biết thể hiện tình cảm đối với người thân, thầy cô như là bạn bè. Cái điểm khác nhau thì như thế nào? Đó là nam thì thường hay tóc ngắn, nữ thì hay để tóc dài. Nam thì mạnh mẽ, còn nữ thì dịu dàng. Thì ngoài cái những cái đặc điểm chung như là nam và nữ có các bộ phận trong cơ thể, biết cùng học cùng chơi và biết thể hiện tình cảm đối với người thân, thầy cô và bạn bè, thì giữa nam và nữ có cái sự khác biệt nhau về mặt sinh học. Cái sự khác biệt đó được thể hiện như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp qua câu số 2. Chọn câu trả lời đúng. Với câu hỏi thứ hai này có nội dung như sau: khi một em bé mới sinh thì dựa vào cái cơ quan nào để biết đó là bé trai hay bé gái? A. Cơ quan tuần hoàn. B. Cơ quan tiêu hóa. C. Cơ quan sinh dục. D. Cơ quan hô hấp. Theo các em, cơ quan nào chúng ta dựa vào đó mà chúng ta phân biệt được đó là bé trai hay là bé gái? Đó chính là cơ quan sinh dục. Cơ quan sinh dục thì ngoài cái đặc điểm chung như là đều có các bộ phận trên cơ thể như là đầu, mình, tay, chân, rồi biết thể hiện tình cảm đối với người thân, đối với bạn bè, đối với thầy cô, thì giữa nam và nữ có cái sự khác biệt nhau về mặt sinh học. Cái sự khác biệt đó như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Các em quan sát cái hình số 2 và cái hình số 3. Cái hình số 2 đây là các tinh trùng. Cái hình số 3 là trứng. Theo các em, cái cơ quan sinh dục nào tạo ra tinh trùng? Cơ quan sinh dục nào tạo ra trứng? Cái cơ quan tạo ra tinh trùng
đó là cơ quan sinh dục, dục nam. Cái cơ quan mà tạo ra trứng đó là cơ quan sinh dục, dục nữ. Thì ngoài hai cái điểm khác biệt này về mặt sinh học giữa nam và nữ, thì chúng ta thấy còn có một vài điểm khác nhau về mặt sinh học. Đối với nam thì chúng ta thấy thường có râu, còn đối với nữ thì chúng ta có cái hiện tượng kinh nguyệt. Và cái điểm khác biệt giữa nam và nữ về mặt sinh học nữa, thì chúng ta thấy rằng cơ thể nam thường rắn chắc, khỏe mạnh và cao to hơn nữ. Còn đối với nữ thì cái cơ thể thường nhỏ nhắn và mềm mại hơn. Thì đây là những cái điểm khác biệt về mặt sinh học giữa nam và nữ. Các em nắm rõ được điều đó chưa nè? Như vậy, ngoài những cái đặc điểm chung giữa nam và nữ có cái sự khác biệt, trong đó cái sự khác biệt cơ bản về cấu tạo và chức năng của cơ quan sinh dục, thì chúng ta thấy rằng đến một cái độ tuổi nhất định nào đó thì cái cơ quan sinh dục mới phát triển. Nó làm cho cái cơ thể như là của người nữ và người nam có nhiều điểm khác biệt nhau về mặt sinh học. Nam thì thường có râu, cơ quan sinh dục nam thì tạo ra tinh trùng. Còn đối với nữ thì có hiện tượng kinh nguyệt và cơ quan sinh dục nữ thì tạo ra trứng. Thì đó chính là cái nội dung của hoạt động số 3. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp một hoạt động cuối cùng trong cái chủ đề này. Đó là chúng ta tìm hiểu về vai trò của người phụ nữ. Các em quan sát giùm thầy cái hình chụp ở trên màn hình. Các em cho thầy biết nội dung của cái hình chụp này là gì? Nội dung của hình chụp này đó chính là đó là chụp những cái cầu thủ nữ đang đá bóng. Thì qua cái hình chụp này thì chúng ta có cái suy nghĩ gì về cái người nữ trong cái giai đoạn hiện nay? Thì các em thấy là không chỉ những người nam là những cái cầu thủ đá bóng mà người nữ cũng có thể tham gia được. Thì ngoài cái việc mà tham gia đá bóng, nữ đá được và nam đá được, thì chúng ta thấy trong xã hội thì nữ tham gia rất là nhiều ngành nghề. Bây giờ chúng ta sẽ kể thầy nghe một số ví dụ về vai trò của người nữ trong lớp, trong trường và ở địa phương. Cái thứ hai nữa, tại sao không nên phân biệt đối xử giữa nam và nữ? Các em suy nghĩ giùm thầy coi để trả lời hai câu hỏi này. Ở câu 1 thì chúng ta thấy ở cái trường mình thì hiệu trưởng có thể là nữ, hiệu phó cũng là nữ. Rồi ở địa phương chúng ta thấy thì nữ cũng là bác sĩ, rồi thậm chí nữ làm chủ tịch của một thị trấn. Tại sao chúng ta không nên phân biệt đối xử với nam và nữ? Các em suy nghĩ như thế. Chúng ta không nên phân biệt đối xử giữa nam và nữ bởi vì sao các em? Vì con trai con gái đều do bố mẹ chúng ta sinh ra và đều hưởng được tình yêu thương như là như nhau. Các em nắm được chưa nè? Rồi các em quan sát cái hình chụp này, hình chụp bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Trước đây là bà là chủ tịch quốc hội của nước Việt Nam chúng ta. Và hiện nay thay thế bà đó là ông Vương Đình Huệ. Còn đây là bà Lê Thị Thu Hằng, là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Việt Nam chúng ta. Như vậy chúng ta thấy cái người nữ có một cái vai trò, có một cái chức vụ quan trọng trong cái bộ máy lãnh đạo nhà nước. Như vậy
Cái vai trò của nam và nữ ở gia đình xã hội thì chúng ta thấy nó có đã sự thay đổi. Ở trong gia đình thì chúng ta thấy rằng trước kia thì nhiều người cho rằng phụ nữ phải làm tất cả những cái công việc nội trợ. Còn ngày nay thì ở nhiều gia đình thì nam giới đã cùng chia sẻ với nữ giới trong cái việc mà chăm sóc gia đình như là nấu ăn và nấu cơm. Còn ở ngoài xã hội thì sao? Thì ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia công tác xã hội và giữ được các chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo nhà nước và quản lý các ngành các cấp. Đó chính là nội dung của cái hoạt động cuối cùng này. Qua cái chủ đề này, các em cần nắm lại cho thầy một số ý cơ bản như sau. Thứ nhất là chúng ta nêu cái sự khác biệt về mặt sinh học giữa nam và nữ. Thì các em nắm được cái câu hỏi này chưa nè? Các em suy nghĩ và trả lời. Ở nhà các em sẽ thực hiện cái trò chơi ai nhanh ai đúng canh tám sách giáo khoa. Cái phần này các em tự làm thêm nha. Và các em xem trước cái bài số 5 và số 4 và số 5 sách giáo khoa để chúng ta thực hiện cái chủ đề thứ hai. Đó là sự hình thành của cơ thể người, chăm sóc phụ nữ khi mang thai. Thì đó là toàn bộ nội dung của cái chủ đề ngày hôm nay thầy vừa hướng dẫn chúng ta. Thì mong rằng chúng ta xem lại bài để nhớ lại kiến thức mà thầy vừa nêu. Cái tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy chân thành cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Thầy chúc sức khỏe các em.